Hôm nay Dương Hậu tiếp tục trao tiền của hội Ước Vọng ở Hoa Kỳ là Chương Đài có hỗ trợ cho mỗi một hoàn cảnh như vậy là 750.000. Đây là chị bé Ba, bệnh tai biến, hoàn cảnh vô cùng khó khăn ở phường Hiệp Thành, thành phố Ngã Bảy, phải nuôi người con bệnh tâm thần đó, người ta xem. Đây là chị bé Ba. Chị bé Ba ơi, hôm nay chị khỏe không chị? Dạ. Thì hôm nay á thì có hội Ước Vọng á, Chương Đài hỗ trợ chị 750.000. Dạ. Mua gạo, mua thuốc. Dạng ơi, trao 750.000 đi Dạng. Đây là số tiền là 750.000. Dạ. Của hội Ước Vọng em Hoa Kỳ. Cảm ơn chị Dương Đài. Dạ. Bệnh em cũng đi cả nhát chứ không có khỏe. Dạ. Cho này mua gạo với dạ. Thuốc uống. Thì Dương Hậu tiếp nói là nói chị bé Ba, từ lâu rồi chị không có số tiền nhiều như vậy, chị rất là vui mừng, buồn vui lẫn lộn và chị khóc luôn. Thì Dương Hậu cũng một lần nữa cảm ơn Chương Đài hội Ước Vọng, hy vọng rằng được cộng sự với hội Ước Vọng để giúp cho hội từ thiện duy trì và tiếp tục giúp cho bà con nghèo quê hương mình. Đây là việc làm công đức ngàn lượng. Xin cảm ơn Chương Đài, chúc cho em trẻ và khỏe, hạnh phúc thật nhiều bên gia đình. Số điện thoại của Dương Hậu là 0909098469. Cảm ơn quý vị đã dành vài phút xem chương trình này.